Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào chiều ngày 18 tháng 6 tổ chức một buổi tọa đàm khoa học ở Hà Nội nhân dịp tròn đúng 100 năm ngày ông Nguyễn Ái Quốc, sau này là Hồ Chí Minh, đại diện một nhóm người Việt Nam yêu nước ở Pháp, gửi một bản yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Hòa bình tổ chức tại Cung điện Versailles, Pháp sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất kết thúc. Bản yêu sách của nhân dân An Nam do chí sĩ Phan Châu Trinh, luật sư Phan Văn Trường cùng ông Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, và bản yêu sách này được luật sư Phan Văn Trường viết bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, tên người đại diện được ghi trong yêu sách của nhân dân An Nam là Nguyễn Ái Quốc. Tại buổi tọa đàm khoa học với chủ đề 100 năm bản yêu sách của nhân dân An Nam, truyền thông trong nước cho biết các đại biểu tham dự nhận định đây là bản tuyên bố chính trị đầu tiên của nhân dân Việt Nam, thể hiện nguyện vọng và yêu cầu về tự do, dân chủ và bình đẳng của con người ở các nước thuộc địa. Các đại biểu cho rằng bản yêu sách 8 điểm sau 100 năm vẫn có giá trị thực tiễn, nhằm hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống để nhân dân Việt Nam được thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc một cách vững chắc. 8 điểm được nêu ra trong bản yêu sách của nhân dân An Nam bao gồm: 1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị. 2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu Châu, xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức một bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam. 3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận. 4. Tự do lập hội và hội họp. 5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. 6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ. 7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. 8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ. Đài AFP ghi nhận qua ý kiến của một số người Việt trong nước lẫn quốc ngoại, chia sẻ rằng họ nhận thấy rất cần thiết để tổ chức các hội thảo khoa học để thảo luận nghiên cứu về đề tài này, vì theo như lời của blogger GB Nguyễn Hữu Vinh nhận xét: tôi nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng nếu như mà những người ở đấy người ta biết nghe và để cho những người dân cùng vào tham gia trong cái buổi hội thảo đấy, để xem thử là những cái yêu sách 100 năm trước thì cho đến bây giờ để đưa lại nguyên suy những yêu sách như vậy. Cùng quan điểm ủng hộ cho hội thảo khoa học này, nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả cuốn hồi ký Đêm giữa ban ngày, từ Paris lên tiếng rằng những người tham gia tọa đàm cần nghiêm túc xem xét, nhìn nhận người dân Việt Nam sau 100 năm đã thụ hưởng đầy đủ theo bản yêu sách của nhân dân An Nam hay chưa, cũng như hãy lắng nghe nguyện vọng của dân chúng hiện nay như thế nào qua việc tham khảo một bản yêu sách mới được công bố hồi cuối năm 2018 có tên Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thư Hiên nhấn mạnh: tôi nghĩ là khi mà người ta đã đưa ra một yêu sách như vậy thì nó giống như là 100 năm trước, thì điều đó có nghĩa là cái điều kiện sống của xã hội về mặt dân chủ và nhân quyền thì nó cũng vẫn như trước, cho nên cái mới có một cái yêu sách như vậy thôi. Và tôi cho rằng là những cái tổ chức dân sự và cùng ký tên vào đấy là họ đang làm một việc rất phải làm. Hồi trung tuần tháng 12 năm 2018, gần 100 tổ chức và cá nhân người Việt trong và ngoài nước khởi xướng bản yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam với nội dung: 1. Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt đã bị Tòa án Việt Nam tùy tiện quy kết là gây rối trật tự, tuyên truyền chống nhà nước, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, v.v. 2. Cải cách căn bản nền pháp lý để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lý như nhau, xóa bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân, như những người biểu tình ôn hòa đòi quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền đất nước, v.v. Những người phản biện chính sách, những người đối lập chính trị, v.v. 3. Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức, bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng. 4. Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung đảm bảo quyền tự do lập hội và tự do hội họp. 5. Bảo đảm quyền tự do cư trú và đi lại trong nước,
quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về. 6. Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hóa trường học. 7. Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện trưng cầu ý dân đối với những luật có tác động lớn đến đời sống của đông đảo người dân và an nguy của quốc gia. Lấy pháp trị thay cho đảng trị của đảng Cộng sản, tiến tới phân lập ba quyền, lập pháp, hành pháp, tư pháp. 8. Thực hiện chế độ bầu cử bao gồm quyền ứng cử tự do, công bằng, minh bạch, xóa bỏ cơ chế đảng cử dân bầu. Tù nhân nhân quyền blogger Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn dẫn chứng một so sánh theo yêu sách số 1 trong hai bản yêu sách 8 điểm ra đời cách nhau đúng 100 năm. Nếu mà so về cái 100 năm trước đó, thì lúc đó chúng ta còn gọi là một hạt cát. Thì tôi không biết, nhưng mà qua sách vở, qua những tài liệu lịch sử để lại đó, thì tôi dám nói rằng hiện nay những người tù chính trị, những người tù tôn giáo, những người bất đồng chính kiến, nói chung, họ đang bị đối xử còn khủng khiếp hơn là 100 năm trước. Đó là về mặt vật thể. Còn về mặt phi vật thể, tức là về tinh thần của chúng tôi đó, thì nó là một cái điều phải nói rằng nó rất là ê chề và chua chát. Bởi vì sao? Là vì cái đó là thực dân Pháp, họ đối xử với lại người bản xứ, tức là người Việt Nam vào lúc bấy giờ. Còn bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối xử ngay với những người Việt Nam, đối xử ngay với đồng bào của mình, thì không còn gì để nói về cái tính người ở đây cô ạ. Hay như yêu sách số 3 về đòi hỏi tự do báo chí và ngôn luận, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng giải thích với AFA. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử là một chút thì ta nhớ lại cái bài phát biểu của quan quyền Pol Pot khi mà chúng ta vẫn đang dưới cái ách đô hộ của thực dân, và có những cái lời mà khi chúng ta đọc lại thì chúng ta thấy rằng là tôn vinh những nghề báo và cái thiên chức của nhà báo là phải như thế nào và bình vực cho nhân dân rồi tất cả các thứ, mà lúc đó là đất nước ta vẫn còn phải đô hộ dưới thực dân Pháp, mà một người là toàn quyền Pháp, người thực dân, chúng ta có thể gọi là tay thực dân như thế. Trong cái mà kỷ niệm nói chuyện về báo chí Việt Nam, mà tôn vinh cái nghề làm báo là đang dũng cảm đứng lên chống lại các cường quyền. Khi chúng ta đọc lại những cái báo ngày xưa, những gia đình báo Nông Cổ, Bến Đàm, Tân Bắc, Trung Văn và Đất Tư, thì có một điều rằng những ai tâm huyết với nghề làm báo đều thấy buồn, thì cả một cái thời gian khoảng dài cả hơn 100 năm mà báo chí Việt Nam chúng ta so với tinh thần của tiền nhân hình như đang đi thụt lùi. Với tình hình kinh tế, xã hội, chính trị hiện nay của Việt Nam, nhiều chính phủ và các tổ chức nhân quyền thế giới chỉ trích chính quyền Hà Nội những năm qua bước thụt lùi về nhân quyền và trong tiến trình tự do dân chủ toàn cầu trong thời đại của thế kỷ 21, như tăng cường bắt bớ và giam cầm những tiếng nói bất đồng chính kiến, bỏ tù các nhà hoạt động dân quyền và nhân quyền, đàn áp những người tham gia biểu tình bảo vệ môi trường, dùng chế độ công an trị để cai trị dân chúng Việt Nam, vân vân. Blogger Nguyễn Ngọc Già khẳng định rằng nhà nước Việt Nam, một nhà nước gọi là nhà nước của dân, do dân, vì dân, rõ ràng bộc lộ một cái chính thể phi nghĩa, bất chính danh và vô nhân đạo. Blogger Nguyễn Ngọc Già kêu gọi sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc. Cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh là cái sai lầm lớn nhất của Liên Hiệp Quốc là vội vàng công nhận nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ đã xé bỏ cái Hiệp định Paris năm 1973 là thành viên của Liên Hiệp Quốc vào năm 1977. Liên Hiệp Quốc buộc phải lên tiếng trong trường hợp này. Một cái nhà nước như vậy, tại sao là cả thế giới lại công nhận được? Rồi bây giờ những người như là nạn nhân như tôi lại đi lại đòi giống như là cái thời cách đây 100 năm trước. Trong khi đó cũng có không ít người dân Việt Nam như blogger GB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng họ trông đợi chính nhà nước Việt Nam hãy nhanh chóng thực hiện yêu cầu của nhân dân là thay đổi thể chế thì mới có thể mang lại đời sống tốt hơn và dân chủ công bằng văn minh hơn cho dân chúng. Blogger GB Nguyễn Hữu Vinh nói. Điều rất dễ hiểu, ai cũng biết rằng đó là phải thay đổi cả cái thể chế chính trị. Cái thay đổi này nó không phải là thay đổi theo cái cách của nhiều người nghĩ bảo là lật đổ cộng sản hoặc các thứ nọ cái kia,
Mà vấn đề là phải thay đổi cái tư duy, cái cách nghĩ của một cái thể chế và dựa trên một cái học thuyết rất là lỗi thời đó, người ta vứt bi ạ. Nào kiểu bác Lenin thì chính cái đó nó làm cho cả một cái hệ thống nó trở thành một cái hệ thống độc tài và đi ngược lại cái lợi ích của nhân dân, của đất nước. Thì chính cái điều đó nó trở thành phản khoa học. Nó giống như là đội bóng Việt Nam thôi, trước đây trời chật bao nhiêu năm trong cái vũng bùn như vậy, sau thay cái ông cầu thủ, ông huấn luyện viên đi cái thì nó trở lên là rất là mạnh mẽ và có thể đạt những cái thành tích nhất định của nó. Để kết thúc bài ghi nhận hạn hẹp này, chúng tôi đề cập đến trường hợp của nhà hoạt động dân chủ blogger Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn sách Chính trị Bình Dân. Cô Phạm Đoan Trang xuất bản quyển sách Chính trị Bình Dân hồi năm 2017 với chủ đích giúp cho giới trẻ Việt Nam có thêm kiến thức về các quyền căn bản thông thường của họ, để mạnh dạn lên tiếng đóng góp cho xã hội được thay đổi vì tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, blogger Phạm Đoan Trang bị sách nhiễu, bị câu lưu, bị thẩm vấn nhiều lần liên quan cuốn sách Chính trị Bình Dân. Và kể từ khi quyển sách ra đời đến nay, cô phải luôn ẩn náu về sự an toàn của mình khi luôn bị công an theo dõi. Blogger Phạm Đoan Trang được tổ chức nhân quyền People in Need trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini năm 2017, và cô đã chia sẻ với AFA rằng cô rất cảm ơn về giải thưởng này, và càng biết ơn hơn nữa nếu People in Need cũng như các tổ chức nhân quyền có thể giúp lên tiếng về tình trạng thiếu dân chủ tại Việt Nam, vì trong khi nhiều nước trên thế giới đang ra sức vận động cho quyền của động vật, mà người dân Việt Nam vẫn cứ phải lay hoay với dân quyền và nhân quyền của họ.